góc khuất từ Cấm Thành, quá trình tình thân đầy đau đớn của nam mùa thai giám Trung Hoa. Quá trình tình thân đòi hỏi phải chọn lựa thời tiết, bởi nên y học cổ đại còn khá kém, chưa tìm ra loại thuốc sát trùng hiệu quả. Chính vì vậy, người ta thường tiến hành quá trình này vào cuối xuân đầu hạ, khi mà khí hậu ôn hòa và gần như không có bụi muỗi. Trước khi bắt đầu, người tình thân và tình sư sẽ phải ký một bản cam kết trước sự có mặt của nhiều người làm chứng. Bản cam kết này sẽ ghi rõ người tình thân hoàn toàn tự nguyện, bất chấp mọi rủi ro hay tử vong sau tình thân. Người tình thân cũng phải nộp một khoản phí nhất định. Đa số những người này đều xuất thân từ nhà nghèo nên phải xin trả dần từ năm sau khi nhập cung. Loại dao chính dùng để cắt bỏ bộ phận sinh dục làm từ hợp kim vàng và đồng để tránh nhiễm trùng. Trước khi sử dụng phải hơ qua lửa để sát trùng. Ngoài ra, người thực hiện còn kết hợp sử dụng một số loại dao khác. Vài ngày trước khi phẫu thuật, người tình thân không được ăn uống để tránh đại tiểu tiện gây nhiễm trùng. Khi ở trên giường phẫu thuật, tình sư không gây tê cho bệnh nhân mà chỉ rửa sạch bộ phận sinh dục của họ bằng canh ớt nóng. Theo cuốn sách Cuộc sống cung đình Trung Quốc, trước khi tiến hành tình thân, một đứa trẻ trở thành thái giám, tình sư sẽ lấy một quả trứng gà đã bóc vỏ nhét vào miệng nó, tránh ở cuống họng khiến nó không thể kêu thành tiếng mới bắt đầu hành sự. Do cơ quan sinh dục vẫn có khả năng phát triển hay mọc dài ra, thái giám sau khi nhập cung sẽ được kiểm tra cơ thể mỗi năm một lần. Quá trình này sẽ gọi là kiểm tịnh. Không ít thái giám có mùi khai trên người do tình thân chưa chuẩn khiến nước tiểu rỉ ra. Cắt vỏ xong, bộ phận cơ thể của người đàn ông sẽ được rửa 3 lần trong nước hạt tiêu và đem cất trong lọ. Đao tử tượng cùng phụ tá băng vết thương bằng giấy ngâm nước lạnh, đồng thời đút một nút kim loại vào lỗ tiểu. Người vừa trở thành hoạn quan được dìu đi quanh phòng trong 2-3 giờ rồi mới nằm xuống. Dù vừa đau đớn, vừa khát nước, anh ta cũng không được ăn uống và tiểu tiện trong suốt 3 ngày. Sau 3 ngày, lớp băng và nút kim loại được tháo ra. Nếu hoạn quan có thể đi tiểu, ca phẫu thuật xem như thành công. Ngược lại, đường bài tiết bị bít, ca phẫu thuật hỏng và hoạn quan sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Trường hợp này chiếm khoảng 2% số ca. Người tình thân xong sẽ không lộ ít hầu, giọng nói lạnh lót, cử chỉ động tác như đàn bà. Ngoài những thay đổi rõ nét về mặt sinh lý, họ còn dần biến đổi về mặt tâm lý. Họ mất đi bản năng tình dục, cảm thấy cuộc đời mình dường như kết thúc, chẳng còn bất cứ ý nghĩa thực tế nào nữa. Cách đi của họ cũng rất đặc biệt, hoạn quan bước ngắn, đi hơi nghiêng về phía trước, các ngón chân hướng ra ngoài nên dễ nhận biết từ đằng xa. Sau khi im cát, hai tinh hoàn cùng dương vật của hoạn quan trở thành vật quý gọi là bảo cụ, được cất giữ cẩn thận vì hai lý do. Thứ nhất, mỗi lần được thăng thưởng, các thái giám phục vụ trong cung đều phải trình cho thượng quan xem bảo cụ nhằm chứng minh mình thực sự đã không còn là đàn ông. Thứ hai, lúc qua đời, trước khi chung cất, thái giám sẽ được gắn lại bảo cụ vào vị trí cũ để ra đi được nguyên vẹn. Quan niệm của người Trung Quốc rất kỵ việc đi sang thế giới bên kia mà không được toàn thay. Vậy quá trình để biến một cô gái bình thường trở thành nữ thái giám diễn ra như thế nào? Theo phụ nhân tạp ghi lại, trước khi chính thức nhập cung với tư cách nữ thái giám, những cô gái này đều phải đi dạo một vòng qua quỷ môn quan. Theo đó, đầu tiên họ sẽ được uống một bát thuốc có công dụng gây mê, rồi bị trói vào một cây cột. Tiếp đó, người phụ trách tỉnh thần sẽ dùng chùy mềm đập vào phần bụng dưới của họ cho tới khi buồng trứng tuột ra ngoài. Từ đó khiến những cô gái này mất đi năng lực sinh sản. Miêu tả kỹ càng hơn về quá trình rùng rợn này, có tài liệu từng khẳng định quy trình tỉnh thần của nữ thái giám sẽ tiến hành theo 5 bước cụ thể sau. Bước thứ nhất, uống một chén ma thang có công dụng gây mê, giảm đau. Sau đó buộc thân mình vào một cây cột. Bước thứ hai, người tình thân dùng một cây móc có kết cấu đặc biệt để đâm vào tử cung của cô gái, rồi kéo buồng trứng ra ngoài. Bước thứ ba, người tình thân dùng một loại dây được chế tạo từ gân của trâu, bò để buộc chặt ống nối của buồng trứng, rồi cắt bỏ. Bước thứ tư, người tình thân dùng dao đã được khử trùng để cắt bỏ phần đầu của ngực. Và bước cuối cùng, những cô gái sau khi đã thực hiện các bước trên sẽ được dùng thảo dược để cầm máu, tiêu viêm và băng bó vết thương.